Bây giờ hiện trình test cho cả nhà xem này. Test cái đồ đơn hồi này. Tuyệt vời không cả nhà? Rất là tuyệt vời. Này. Dầm này. Rồi bung ra. Hello, chào cả nhà. Ngày hôm nay hiện sẽ review và hiện sẽ chia sẻ được cái bảng giá cho thắng lợi mới nhất được niêm yết trên thị trường hiện nay với cái dòng nệm cao su thắng nón thắng lợi thì là cái dòng nệm rất là được ưa chuộng và cũng mang lại rất là nhiều lợi ích để đến cho người dùng về giá thành rồi về cái độ đàn hồi và cái chăm sóc sức khỏe về chăm sóc cuộc sống nó rất là tốt. Thế để trước khi mà mình vào review cái bảng giá niêm yết của nệm thắng lợi và thì muốn chia sẻ cho cả nhà biết được cái dòng nệm cao su nón thắng lợi thì có những cái kích thước chiều cao nào và những cái sản phẩm nó được thiết kế như thế nào. Thì không làm mất thời gian của cả nhà thì cả nhà mình vui lòng nhanh tay bấm nút đăng ký và nút like để mỗi khi ra video cả nhà mình sẽ nhận được video sớm nhất. Trên thị trường hiện nay thì có những kích thước chuẩn như có kích thước 10cm đây, như cả nhà mình thấy là đây là kích thước nệm cao su nón thắng lợi 10cm này cả nhà này, 10cm này. Cái này là kích thước 10cm này cả nhà. Những kích thước ngoài kích thước 10cm phân ra thì có kích thước 15 phân. Đây, kích thước này là 15 phân cả nhà nhá. Cả nhà mình cũng thấy là 15 phân là kích thước này. Đấy. Và kích thước tiếp theo là kích thước 20 phân. Kích thước chuẩn của nệm cao su thắng lợi là 20 phân. Đó. Thì ngoài cái dòng kích thước chuẩn thì khi mà 5 phân, 10 phân, 15 phân, 20 phân ra thì còn các cái dòng nệm gấp cùng với dòng nệm cao su nón của thắng lợi luôn. Thì về dòng nệm gấp của cao su nón thắng lợi thì có cái dòng nệm gấp 2. Dòng nệm gấp 2. Đây là sản phẩm dòng nệm gấp 2. Nệm gấp 2 thì có nghĩa là hai tấm kích thước chuẩn của chiếc nệm thì là chiều dài luôn là 2m. Và khi mà chiếc nệm gấp thì gấp theo chiều dài cả nhà nhé. Còn cái kích thước mà mình cân nằm bao nhiêu nữa thì nó thay đổi từ 1m, 1m2, 1m4, 1m6, 1m8. Và còn cái khi mà gấp chuẩn thì 2m. Khi mà gấp 2 thì gấp chiều 2m lại cả nhà nhé. Đấy là dòng nệm gấp 2. Và cái dòng nệm tiếp theo là dòng nệm gấp 3, cùng với dòng cao su nón của nệm thắng lợi. Đây là dòng nệm gấp 3. Cái dòng nệm gấp 3 này thì nó thiếu thiết kế là được gấp thành 3 khúc. Cái chiều dài 2m là được gấp lại thành 3 khúc. Và nệm gấp 3 với gấp 2 thì sản phẩm chính thì là 10 phân cả nhà nhé. Sản phẩm chính của nệm gấp 2 và gấp 3 thì là 10 phân. Và khi mà mình có nhu cầu mà nằm lớn hơn 15 phân, 20 phân thì mấy công ty cũng sẽ hỗ trợ gấp được cho cả nhà. Để có nhận diện một chiếc nệm cao su nón thắng lợi chính hãng thì cả nhà mình cùng xem đây là cái dòng nệm cao su nón thắng lợi chính hãng. Đây, khi mà mình mua chiếc nệm thắng lợi về thì để có nhận diện được một chiếc nệm chính hãng thì ở trên cái tem logo của nệm thì sẽ được in cái thương hiệu của nệm thắng lợi này. Rồi mã quét, mã vạch QR để mà xác định trang web công ty và hàng chính hãng của công ty nhé. Rồi ngoài cái hay ra thì cái giấy bảo hành của công ty nệm thắng lợi sẽ được đính kèm ở đây. Và cả nhà mình mua sản phẩm về thì có phiếu bảo hành đầy đủ với cả nhà. Và thời gian bảo hành của nệm cao su nón này là 15 năm. Còn về cái độ đàn hồi của dòng nệm cao su nón thắng lợi, các anh cùng xem cái độ đàn hồi. Đây là cái dòng nệm 10 phân. Nó đàn hồi này rất là tốt này. Đấy. Nó đàn hồi, nó gấp. Có gấp hay là có làm gì đi nữa thì cái sản phẩm khi mà bung ra thì nó cũng là được đàn hồi đúng như vị trí ban đầu của nó. Đấy, đây là 10 phân. Đấy. Gấp rồi. Gấp cả nhà nhá, không gấu gãy nhá, nó sẽ đàn hồi lại bởi vì nó sẽ đàn hồi rất tốt cả nhà. Ngoài ra thì để bây giờ hiện trình test cho cả nhà xem này. Test cái độ đàn hồi này. Tuyệt vời không cả nhà? Rất là tuyệt vời. Này. Dầm này. Rồi bung ra. Và đây trên tay hiện cái bảng giá của nệm cao su nón thắng lợi bằng niêm yết thì được cập nhật là mới nhất từ ngày tháng 3 năm 2022 đến giờ. Thì cái giá sản phẩm cao su nón thắng lợi hiện tại thì cả nhà mình cùng xem. Đây là cái bảng giá niêm yết. Thì cái giá mà 1m6 10 phân. Giống như hiện tại đây thì 1m6 10 phân. Và có giá là 1.650.000. Và bao gồm 7 món quà tặng cả nhà nhé.
Và vừa rồi thì cái bảng giá niêm yết mà bên cửa hàng sâu ra cho cả nhà xem đấy thì là của công ty nệm Thắng Lợi đưa xuống, và nó áp dụng cho dòng nệm cao su nón Thắng Lợi thẳng đó cả nhà. Và để khi mà cái con bảng giá của dòng nệm cao su nón Thắng Lợi gấp như gấp 2 hoặc gấp 3 như cả nhà thấy thì hãy dựa theo bảng giá niêm yết này và cộng thêm tên một sản phẩm 100.000 cả nhà nhé. Giống như kiểu nệm thẳng thì cái giá niêm yết là 16 x 10 sen là 1.650.000 gồm 7 món quà. Thì cùng là cái nệm cao su nón Thắng Lợi nhau gấp 2 hoặc gấp 3 cùng là 1.6 x 10 sen thì nó là 11.750.000 gồm 7 món quà. Và còn cái phần quà tặng thì như lúc nãy em đã nói thì cả nhà mình lấy quà tặng thì lấy đúng cái giá niêm yết của công ty Thắng Lợi đưa ra, nếu mà không lấy quà tặng thì sẽ được giảm trực tiếp trên hóa đơn hàng là 200.000 so với bảng giá niêm yết cả nhà nhé. Thì quà tặng là cũng là gồm hai gói nằm hơi này, một gói ôm hơi này, ba cái vỏ gối và một cái ra bọc nệm nhé. Thì đấy là quà tặng 7 món quà của công ty nệm Thắng Lợi. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì cũng hy vọng là cả nhà mình sẽ hiểu rõ hơn được về dòng nệm cao su nón Thắng Lợi và hiểu rõ hơn về cái mức giá và lợi ích của dòng nệm cao su nón Thắng Lợi mang lại, thì để cho cả nhà mình có thể tự tin lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video đến giờ này phút này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn cả nhà vào video sau. Bye bye.